chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập tiếp theo, bài tập số 3 trong chùm bài tập luyện tập cuối năm, có trang số 93, sách giáo khoa toán lớp 1 tập 2 quyển kết nối tri thức. Thỏ và cà rốt. Tiêu đề của bài 3 là thỏ và cà rốt các bạn ạ. Thỏ lấy được cà rốt để đi qua hai cửa cộng với nhau được 10. Hỏi có mấy cách để thỏ có thể lấy được củ cà rốt. Thỏ lấy được cà rốt nếu đi qua hai cửa có hai số cộng lại với nhau bằng 10. Cửa thứ nhất là cửa số 2, cửa thứ hai là cửa số 3, cửa số 8, cửa số 6 và cửa số 7. Làm thế nào để chủ thỏ có thể lấy được những củ cà rốt? Chúng ta sẽ cùng nhau thử cộng các cái cửa lại với nhau nhé. Thank you.